Thưa quý vị, thưa các bạn, bắt đầu thực hiện từ năm 2009, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thực sự là một phong trào có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt xã hội. Không chỉ hình thành một thói quen tiêu dùng tích cực mà còn thúc đẩy sự điều chỉnh về mặt hoạt động của các doanh nghiệp. Sau 13 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhiều loại hàng hóa của Việt Nam đã thật sự chinh phục được người tiêu dùng. Người dân đã dần hình thành văn hóa tiêu dùng các sản phẩm trong nước, từ đó góp phần tôn vinh các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao. Hưởng ứng cái cuộc vận động người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam ấy, bởi vì là em bán thì em thấy là khách dùng hàng Việt Nam thì phản hồi rất là tốt về các sản phẩm của Việt Nam, thì em mong là các sản phẩm của Việt Nam sẽ được bày bán và trưng bày nhiều ở cửa hàng em ạ. Chất lượng sản phẩm hàng hóa trong nước ngày càng được nâng cao. Một số sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế như cà phê, gạo, thủy sản, may mặc, sữa, vân vân. Đồng hành cùng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, doanh nghiệp này thường xuyên chuẩn bị hàng hóa cho các đợt vận động đưa hàng đến tận tay người tiêu dùng. Trước đây là cái tỷ lệ mà người tiêu dùng Việt Nam sử dụng sữa ngoại rất là lớn, có thể chiếm đến 85%. Nhưng mà đến nay thì cái tỷ lệ đó nó đã được tăng lên, cái hàng nội địa của mình tăng lên rất là nhiều. Thì đấy là một cái kết quả của hơn 10 năm thực hiện cái chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, nhưng thực sự đó là phải sự nỗ lực hết sức của doanh nghiệp để làm sao chứng minh cho người tiêu dùng thấy là hàng Việt của mình không thua kém gì các hàng nhập khẩu. Và thứ hai là những cái giá trị, nhất là với thực phẩm thì cái gì là tươi, mới, ngon, là thơm thì nó là cái giá trị mình mang đến cho người tiêu dùng được tốt nhất. Ưu tiên cung cấp và phân phối hàng Việt cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà doanh nghiệp này xác định. Với doanh số bán hàng lên tới 650 tỷ một năm và hơn 500 điểm bán hàng, cung cấp các mặt hàng sữa Việt, từ chỗ còn mờ nhạt trên thị trường bởi sự lấn lướt của hàng ngoại, đến nay đã khẳng định được vị trí vững chắc trong lòng người tiêu dùng Việt, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Chúng ta cứ đứng nhìn từ cái góc độ của người tiêu dùng. Người tiêu dùng muốn gì mình phải hiểu trước khi họ nói lên cái điều. Cái nữa là mình cũng hiểu là trong các cái giai đoạn kinh tế như thế này, các cái thay đổi nó rất là nhanh, và cái nhu cầu cũng như vậy, nhu cầu họ cũng thay đổi. Nhu cầu thì ngoài cái việc họ muốn còn khả năng chi trả. Chúng tôi có các cái chỉ tiêu về mặt tăng trưởng nó rất rõ ràng. Chúng tôi cũng tăng cường online, trực tuyến, thì chúng tôi cũng có một cái chủ trương là đẩy mạnh các cái hoạt động đấy. Nó sẽ dẫn đến là các cái gọi là các cái trải nghiệm đầu tiên, khi mà doanh nghiệp có những các cái chính sách tốt để mà tiếp thị, rồi làm những các cái chương trình khuyến mại ở trên các cái phương tiện kỹ thuật số. Trong những tháng cuối năm 2022, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam sẽ chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, nhất là các sản phẩm dịch vụ được bình chọn, công nhận hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.